Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh F94 Blog. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm nhiệm vụ trên cái mạng Bisocial này để kiếm điểm point và sau này có thể quy đổi ra cái token Bybit của dự án nhé. Đây chính là cái kênh mọi người có vào có thể kéo xuống như này này để tham gia kênh Twitter, Discord, Telegram của dự án. Đây là kênh Telegram, Discord, kênh Twitter của dự án này đã có 250.000 người theo dõi, tích xanh. Đấy. Chúng ta tham gia vào cái mạng xã hội này mà chúng ta kiếm cái đồng Bybit token của Social Network. Thế nhau có thể vào cái Twitter của họ để tham khảo thêm. Thì cái dự án này thì mình đã đưa một thời gian khá trước rồi. Tuy nhiên nào anh em nào mà làm thì vẫn tranh thủ làm được vì những cái điểm point cố định thì chúng ta đều có thể kiếm được nha. Còn ngoài ra thì có cái điểm point hàng ngày. Cái nhiệm vụ đầu tiên là anh em kích vào cái đường link ở dưới dòng mô tả để anh em tham gia. Và quá trình làm như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm nhé. Yêu cầu nhiệm vụ yêu cầu chúng ta là có tài khoản Twitter, Discord. Đó, thì chúng ta mới tham gia đủ được các nhiệm vụ kiếm point. Còn nếu chúng ta không có thì chúng ta vẫn tham gia được, nhưng mà cái mảng mà kết nối Twitter, kết nối Discord ấy, thì anh em sẽ không tham gia được vì sẽ không lấy được điểm cái mục đấy. Chúng ta sẽ tham gia miễn phí thôi nhé. Còn có cái mục 100.000 cái đồng point mà chúng ta phải mua ấy, thì chúng ta không tham gia. Chúng ta chỉ như tài khoản của mình đây là mình chỉ cái min cái Golden ID này thì chúng ta mất tiền nên là mình không tham gia, nó được 100.000 điểm coin rồi mình không tham gia. Rồi thì để đăng ký tài khoản thì anh em kích vào cái đường link mình để dưới dòng mô tả nhé. Nhiệm vụ nữa đó là anh em phải kết nối cái ví MetaMask của mình, kết nối và ký cái ví MetaMask. Rồi, chúng ta đăng nhập cái ví MetaMask của chúng ta next, connect cái đó, sau đó chúng ta chuyển sang mạng Ethereum này. Rồi đây dự án yêu cầu chúng ta Reddit cao, chúng ta xem NetSeam này, thì chúng ta sẽ ký ví một chữ ký thôi là chúng ta sẽ valid được cái tài khoản của chúng ta thông qua địa chỉ ví. Rồi như vậy là mình đã thành công đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ kiếm point này. Thì ở đây nó có rất nhiều cái nhiệm vụ. Thứ nhất là nhiệm vụ join Discord này, thì anh em nhấn vào to be claim này. Em ở đây thì nó bảo join Discord nhưng thực ra là join Twitter này. Anh em kết nối với Twitter đúng không? Chúng ta nhấp vào cái như hình mình đang nhấp đấy, mình kết nối xong chúng ta nhấn vào Reddit này này, nó có tích xanh như này là chúng ta kiếm được này, là chúng ta kiếm được 500 điểm coin. Rồi ở đây là chúng ta sẽ join cái Discord, ở đây chúng ta cũng to be claim trên cái Discord này, thì chúng ta sẽ vào trong cái Discord để lấy cái mã xác minh, chúng ta chấp nhận này. Mã xác minh thì chúng ta mới xác minh được cái tài khoản Discord. Đây, chúng ta nhấn get code nhé. Đây chính là cái mã code mà dự án nó yêu cầu chúng ta để chúng ta verify cái tài khoản Discord. Thì anh em vào cái step 2 này, anh em paste cái mã code vào đây cho mình. Sau đó là anh em nhấn verify. Tích xanh như này là chúng ta kêu được 100 điểm Bybit nữa đúng không ạ? Ok. Ở đây nó có một cái enable porting right này, anh em nhấn to be claim cho mình. Ở đây chúng ta sẽ phải go to cái min nhé, min ID đấy. Chúng ta tìm một cái ký tự nhất định ở trong đây, ví dụ mình tìm hết là chào anh em, ok đúng không ạ? Chúng ta min.
Thì dự án nó bảo chúng ta là mất 10 matic đúng không ạ? Nhưng mà đợt này làm là nó miễn phí. Đến thời gian đến 31 tháng 3 năm 2028 miễn phí thì chúng ta làm thôi. Chúng ta sẽ đổi sang mạng Polygon, ký một cái và ấn min. Cái video này nó sẽ hơi dài một chút nhé, mình sẽ làm video này hơi dài bởi vì làm chi tiết, nên các bạn nào mà muốn theo cái dự án này thì anh em làm chi tiết. Thì cái này anh em có thể public để cái tên của mình nó là như này luôn, nhưng hoặc là anh em để sau được, mình để sau nhé cho nó nhanh này. Ok ạ. Đấy là mình xong nhiệm vụ thứ nhất này. Nhiệm vụ thứ hai chúng ta sẽ xét một cái NFT cho avatar. Thì các bạn lấy một cái ảnh bất kỳ các bạn chèn vào đây. Như ở đây mình đã lấy được một cái ảnh. Đó, mình có tải cái ảnh đây rồi. Next. Ok, cái này cũng miễn phí nên chúng ta min. Cũng đến có thời hạn đến 31 tháng 3 năm 2028. Rồi sau khi min xong thì chúng ta có thể chia sẻ lên trên Twitter tùy chúng ta. Ở đây chúng ta nhấn Verify tiếp. Ta sẽ xong cái nhiệm vụ thứ hai của cái phần 2 của nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thứ ba là chúng ta trả lời câu hỏi quiz. Thì ở đây các bạn làm nhanh, các bạn không quan tâm gì nhiều, các bạn vào đây mình các bạn tìm câu trả lời cho mình. Câu trả lời sẽ đầu tiên sẽ là deck. Câu trả lời thứ hai sẽ là down. Đây, câu trả lời thứ ba là no accept user cao. No accept user cao đây. Câu trả lời thứ tư. To set query đây. Câu trả lời thứ năm mình sẽ làm chi tiết cho các bạn. Only one to. Câu trả lời thứ sáu ownership of personal đây rồi B. Câu trả lời thứ bảy to provide the solution đây, platform. Ok, mình thành công đúng không ạ? Mình verify này. Xong nhấn claim này. Là chúng ta được thêm 200 điểm Vbit nữa. Là được 800 đúng không ạ? Cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ là cực dễ này. Follow 6 cái tài khoản ở trên mạng B-Social này thì chúng ta tu kênh. Đang nhấn follow. Sau đó chúng ta kênh là chúng ta được 200 điểm. Chúng ta đã có 1.000 điểm đúng không ạ? Cái nhiệm vụ này là chúng ta chia sẻ lên Twitter. Như vậy là chúng ta chia sẻ xong, chúng ta verify. Rồi chúng ta kiếm thêm được điểm coin nữa. Đó. Cái nhiệm vụ lớn này này là chúng ta sẽ phải download cái ứng dụng này về điện thoại. Nếu anh em nào iPhone, CH Play, Google ấy, thì anh em có thể dùng máy ảnh anh em quét để lấy link, hoặc anh em vào tìm kiếm cụm từ này để em tải ra. Sau đó là anh em đăng nhập bằng cái ví mà mình đã kết nối nhé, ví mà mình đã kết nối với tài khoản này trên điện thoại. Thì chúng sau đó chúng ta sẽ vào đây kèm được 1.000 điểm nữa. Còn cái này thì nó yêu cầu chúng ta min cái Golden ID 3 ký tự và 4 ký tự. 3 ký tự chúng ta được 100.000, 4 ký tự chúng ta được 20.000 Vbit. Nhưng mà chúng ta mất phí nên mình sẽ không làm cái nhiệm vụ này. Hay còn mục này chúng ta sẽ mời bạn bè nha. Để chúng ta có thể, nếu chúng ta mời đủ 7 bạn bè, chúng ta có thể mở được một cái coupon free min cái Easy từng ID này 4 ký tự. Thì bạn nào solo có thể bỏ qua cái này. Còn nhiệm vụ hàng ngày của chúng ta sẽ làm hai cái nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ
kênh điểm hàng ngày. Hàng ngày các bạn quay vào để làm nhé, như kiểu check in hàng ngày đấy. Thì cái bài viết đầu tiên hoặc bài viết nào cũng được, anh em tích vào thả tim này, like này, sau đó là public này, là chúng ta sẽ thu được 5 điểm. Năm có ta có được 5 điểm point này. Đây là tích đã còn lên mình này. Cái này thì chúng ta, cái nhiệm vụ này là chúng ta chia sẻ một cái bài đăng trên cái mạng xã hội, lên trên Twitter. Ví dụ như cái bài này GM này của bạn nào đây này, chúng ta tích vào cái nút chia sẻ này, chúng ta nhấn vào share to Twitter. Chúng ta không cần phải post đâu, mà chúng ta chỉ cần nhấn nút đấy là xong, là chúng ta đã có 15 VBIT. Ok chưa? Đây là những cái thông tin cơ bản mà chúng ta kiếm coin của cái dự án này. Thì tối đa, tối thiểu là nếu chúng ta không tham gia cái mua này thì chúng ta cũng phải được dưới mấy nghìn điểm coin rồi. 2-3 nghìn đúng không ạ? Đấy. Cộng với hàng ngày chúng ta check in nhé. Check in rồi like các bài viết này. Hoặc là nếu bài viết của chúng ta được nhiều like, nhiều cái post có nhiều like, chúng ta có thể có thêm điểm nhé. Thì các bạn năng vào đó chia sẻ bài viết. Rồi đây là những cái thông tin cơ bản về cái dự án này. Thì các bạn có thể tham khảo để chúng ta có, sau này chúng ta có cơ hội quy đổi điểm POI sang cái token của dự án. Đây là một dự án khá là tiềm năng. Bạn nào video này thì mình xin kết thúc ở đây. Bạn nào chưa follow kênh thì mời follow kênh, nhấn nút quả chuông để theo dõi các video tiếp theo. Các thông tin về dự án này, khi có thông tin mới nhất, mình sẽ cập nhật đến các bạn. Hoặc các bạn cũng có thể join kênh Telegram, Twitter của dự án hoặc là của mình để cập nhật thêm các thông tin. Chúc các bạn thành công.